Rồi, trong video này mình sẽ nói về một số cái method của cái phương thức là spin ở đây ha. Thì ở đây á, tại dòng là con số log len thì mình sẽ đếm được là độ dài của cái chuỗi này. Thì với cái chuỗi learn with gen VN về dấu cách ở cuối này mình sẽ đếm được là độ dài của nó là 18. Tiếp theo mình sẽ dùng là to uppercase để chuyển tất cả các cái chữ ở trong chuỗi này thành là chữ in hóa tất cả. Tiếp theo mình sẽ sử dụng là to lowercase thì mình convert lại là từ tất cả những chữ viết ho mình sẽ đổi thành chữ viết thường hết luôn. Rồi, vậy còn dòng cuối cùng á, là mọi người thấy là tại này nó có cái gì? Nó có khoảng cách nè. Và ở này một khoảng cách thì đáng lẽ ra thì cái kết quả của mình nó sẽ có hai khoảng cách. Nhưng không, tại vì á, là trước đó mình đã dùng là title.trim. Cái trim này nó sẽ xóa đi là khoảng cách ở đầu và cuối chuỗi. Sau đó mình sử dụng con get mình nối cái dấu vế ba này vào cuối chuỗi là mình sẽ được cái nội dung như này ha. Thì ở đây mọi người đã nắm được thêm bốn cái thuộc tính của cái string ở trong JavaScript. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp.